Đây là Hoàng Văn Sắc, 46 tuổi, ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi giết người. Vào tối 4 tháng 8 năm 2019, Sắc đến nhà anh ruột của vợ cũ tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và xảy ra xô xát. Sắc đã dùng dao đâm chết bố và anh trai của vợ cũ. Sau khi gây án, Sắc bỏ trốn khỏi hiện trường và về quê tại huyện Thủy Nguyên. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Sắc bị bắt giữ.